Em xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Hiện em đang có mặt tại hội chợ sinh vật cảnh ở Linh Hiệp, Hà Nội. Hôm nay là ngày 20 tháng 2 diễn ra hội chợ sinh vật cảnh tại một khu biệt thự. Rất nhiều các loại cây đẹp. Hôm nay rất là đông người đến đây. Đây là hồ hồ nước lễ khai mạc. Đây một tác phẩm rất đẹp ở bên dưới cột nước này. Cây được xếp trên cái trụ đứng này rất là cao. Triển lãm sinh vật cảnh Linh Hiệp 2023. Toàn là biệt thự. Đây cây cảnh cổ, cây bonsai cũng rất là cao. Hôm nay là ngày hội cây bonsai sinh vật cảnh. Với hàng trăm cây khác nhau. Đây là ra bên ngoài là những cây nhỏ. Còn phía bên trong này được trưng bày những cái cây rất là cao, nhưng rất là cổ thụ.
cơm á. Khung cảnh rất là đông đúc và nhộn nhịp. Rất là nhiều cây. Đây có một cây tác phẩm hổ cụ sinh hổ tử. Một cây được bám hết vào cả vào đá. Thank you.
đây có một cây, những chiếc rễ được đâm xuống đất như là những chiếc cột. Đây một tác phẩm cây bóng quê này, trong tác phẩm rất là đẹp, có những cái rễ được trồng xuống trông như là những cái trụ được trống xuống, kiểu để nuôi được một cái rễ trống như thế này xuống, nghệ nhân đã phải rất là tốn công sức và thời gian. Đây một rễ. Phía bên này chính là lối để từ bên ngoài đi vào. Hai bên là được trưng bày các cây. Mỗi chiếc cây, mỗi bonsai đều có những ý nghĩa nghệ thuật khác nhau mà nghệ nhân muốn gửi gắm cả hồn của mình vào trong đó. Mỗi một cây đều được phải nghệ nhân trình bày thì chúng ta mới thấy, có thể thấy được cái sự giá trị của cái cây. Còn mình là một người bình thường, để mình nhìn vào một cái cây này thì mình chỉ thấy nó đẹp thôi, chứ mình không thể hiểu hết được cái giá trị của nó. Điều là hoa câu lạc bộ cây cảnh được gửi tặng cái ban tổ chức. Hội trường hôm nay sẽ mời các quan khách đến để tham quan tham dự. Đây của hai em thì đi. Hôm nay ở đây trang trí trưng bày rất là nhiều cây để có thể ngắm từng cây một rất là chi tiết, thì có lẽ chúng ta sẽ phải mất rất là nhiều thời gian cả buổi. Rất là đông đúc, các quan khách cũng như các nghệ nhân đến cùng tham quan và chiêm ngưỡng.
We'll be right back.
diễn này tuyệt vời như thế nào thì hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt ạ. Vâng, rất là đông, mèo quang cảnh rất là đẹp. Em xin kính chào quý cô chú và các anh chị. Hẹn quý cô chú và các anh chị vào một clip khác.